Xin lỗi cho mình quảng cáo 30 giây nhé. Mời các bạn tham gia các cái khóa học tự động hóa của bên mình bằng cách vào trang web hoctudonghoa.com. Khi mà vào trang web ấy, thì chúng ta sẽ vào mục khóa học. Và ở đây thì có tất cả các cái khóa học tự động hóa về PLC, về SCADA cho các bạn tham khảo. Và hy vọng các bạn có thể đăng ký các cái khóa học này. Chi phí khóa học cũng không cao lắm. Cảm ơn các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm về một cái hệ thống, đó chính là cái hai cái bơm điều khiển bật tắt theo áp suất và có thể làm việc theo điều kiện là luân phiên. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ mở cái phần mềm TFV15.1 lên đã. Ở đây mình sẽ lập trình trên TFV15.1 và PLCF7120. Thì nguyên lý làm việc của hệ thống là như thế này, vận hành chế độ tự động. Khi nhấn Start thì gọi bơm 1 hoặc bơm 2, tại vì chúng ta có thể là chọn lựa chọn ưu tiên bơm 1 hoặc bơm 2. Và trong khoảng thời gian đặt mà áp suất đường ống không tăng đến giá trị đặt của cảm biến thì cho đèn báo tín hiệu lỗi và dừng bơm 1. Sau đó tiếp tục gọi bơm 2 hoặc là gọi bơm 1 thì tùy vào cái chọn chế độ ưu tiên. Nếu vẫn báo lỗi thì dừng bơm và hiển thị là cảnh báo lỗi cho hai cái bơm này. Còn chế độ bằng tay thì mỗi bơm sẽ có một nút nhấn Start Stop, một đèn báo lỗi và đèn báo bơm đang hoạt động. Khi ta bơm khởi động thì đèn báo bơm đang hoạt động. Chạy luân phiên thì có thể là cài đặt thời gian chạy luân phiên của hai bơm. Sau thời gian đặt thì sẽ tiến hành gửi bơm. Rồi, trước hết thì chúng ta sẽ tạo một cái project mới đặt tên cho nó là. Sau đó chúng ta sẽ chọn đường dẫn lưu file và nhấn OK. Sau đó nhấn Create để tạo một cái project mới. Bước đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình phần cứng và lựa chọn cái phần cứng cho PLC. Chúng ta add new device này. Chúng ta nhấn vào add new device. Sau đó lựa chọn controller là PLCF7120. Ở đây mình sử dụng PLCF7122C ACDC relay. Cái này. Và chúng ta sẽ lựa chọn cái phiên bản cao nhất về 4.2 này. Chúng ta nhấn nút add. Và sau khi mà tạo được cái PLC như thế này rồi ấy, thì chúng ta sẽ kích vào và chọn chuột phải và chọn Property. Sau đó đi đến cái mục System and Clock Memory, chúng ta sẽ Enable, tức là bật hai cái bit này lên. Enable cái này lên. Mục đích là để tạo các cái bit hệ thống và các cái bit là Clock Memory. Chúng ta sẽ hay dùng cái này nhất, tại vì nó là xung 1 giây tác động 1 lần. Sau đó để mà tạo một cái SHMI, SCADA thì chúng ta nhấn vào Add New Device, sau đó chọn PC System và chọn cái Schematic HMI Application. Nhấn vào WinCC RT Advanced, sau đó nhấn OK. Rồi ở mục HMI này thì chúng ta sẽ thêm một cái block truyền thông dữ liệu giữa HMI và SCADA, SCADA và PLC. Chúng ta vào Communication, chọn EI Center này. Đây nó là như vậy. Sau đó vào Network Viewer để tạo kết nối giữa PLC và SCADA. Chúng ta kéo cái này qua đây để tạo kết nối vật lý là như thế này. Sau đó vào Connection, kéo cái này qua cái này. Như vậy là chúng ta, sau khi mà tạo cái này xong, chúng ta đã tạo kết nối xong rồi. Chúng ta tiến hành lưu lại và đi vào cái thiết kế SCADA cho cái hệ thống này thôi. Chúng ta vào WinGC Runtime Advanced này này. Ở đây mình sử dụng WinGC Advanced nhé. Chúng ta sẽ vào đây. Sau đó ở mục Screen thì chúng ta nhấn New Screen. Add New Screen, tạo một cái Screen mới. Và đây thì các bạn sẽ thấy là màn hình này tương đối là lớn đúng không nào? Tại vì chúng ta chỉ có hai cái bơm và hai cái bể thôi. Một bể cấp và một bể nước, một bể chứa nước. Chúng ta vào Runtime Setting để mà đổi kích thước màn hình cho nó nhỏ lại thôi. Chúng ta sẽ chọn là 90800 × 600 đi. Cũng không cần lớn lắm. Sau đó chúng ta nhấn vào kích và Full Screen Mode, bỏ tích cái này. Và quay trở lại Screen thì chúng ta bắt đầu sẽ thiết kế cái SCADA cho cái hai cái bơm này. Vậy thì việc đầu tiên của chúng ta ấy là sẽ vào lấy cái symbol để lấy một cái bể chứa. Ở đây chúng ta chọn Property, chọn General và tìm đến cái Tank. Ở đây, chúng ta kéo xuống và sử dụng một cái bể nào đó nhé. Mình sẽ sử dụng cái bể này. Bể này là bể thứ nhất để mà đặt hai cái bơm. Sau đó chúng ta copy một cái bể chứa nữa.
Đây là bể thứ hai. Bể thứ hai chúng ta sử dụng một cái bể nào đó nhé. Chúng ta sử dụng cái bể này đi. Bên này là bể chứa và bên này là bể bơm này, bên này là bể chứa này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ copy cái này và chọn sử dụng hai cái bơm. Chúng ta tìm đến cái pump. Bơm thì các bạn sử dụng cái bơm nào cũng được thôi. Cũng không cần thiết là phải sử dụng một cái bơm nào đó, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái bơm này nhé. Và tất nhiên là cái bơm này thì chúng ta sẽ chọn appearance này, sau đó vào cái mục này để mà chọn cái shader, sau đó đổi cái màu đen này thành cái màu nâu này. Lúc này nó sẽ được như thế này nhé. Sau đó chúng ta sẽ tạo đường ống cho bơm bằng cách là vào generator, chọn là pipe. Chúng ta sẽ lựa chọn cái đường ống thẳng này, đưa cái đường ống xuống cái bể này nhé. Tiếp tục chúng ta cũng copy cái đường ống này qua đây và đặt tên cho bơm là bơm 1. Đây là bơm 1. Chúng ta không quên là thêm một cái thời gian vận hành của cái bơm này. Chúng ta cho kích thước nhỏ lại đi, 13 thôi. 15 thì hơi lớn đúng không nào? Thời gian đá vận hành. Thời gian đá vận hành thì chúng ta lựa chọn cái này. Cái này là để hiển thị thôi. Chúng ta sẽ sử dụng là CNR ở đây là cho về 2 thôi. Và cái màu nền thì chúng ta sẽ cho màu thành màu nâu. Cho kích thước chữ thành 13 thôi. Và thời gian thì là đơn vị là gì? Phút. Đúng không nào? Đơn vị của cái thời gian vận hành là phút nhé. Tương tự cho bơm 2 thì chúng ta cũng copy về thôi. Và cái bơm này thì sẽ có hai cái nút nhấn là nút nhấn on và nút nhấn off. Chúng ta thêm cái này. Nút nhấn bật, bật tắt, chạy dừng. Cho kích thước chứ là 13 thôi nhé. Nút nhấn chạy, đây là nút nhấn chạy này. Và nút nhấn dừng thì cũng tương tự. Chúng ta copy hai cái nút nhấn này. Chúng ta cho nó thẳng hàng đi. Cho nó đẹp hơn đúng không nào? Mục đích của cho thẳng hàng thì các bạn vào đây này, kích vào cái này này. Thì nó sẽ thẳng hàng được. Đấy, cái bơm sẽ có hai nút nhấn như vậy. Và tiếp theo bơm thứ hai thì cũng copy vậy thôi. Chúng ta cũng copy cái này. Bơm thứ hai. Chúng ta cho cái này qua bên này cho nó dễ. Đấy, chúng ta đã có hai cái bơm. Và bên này thì sẽ có một cái đường ống đi lên như thế này. Và một cái đường ống nằm ngang. Chúng ta sẽ chỉnh lại cho nó đẹp nhé. Pipe sử dụng cái này. Ok, chúng ta đã tạo xong cái đường ống. Tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái cảm biến áp suất nữa. Bằng cách là gắn vào đây. Chúng ta tìm đến cái sensor. Sensor ở đâu? Ở đây đúng không nào? Nó sẽ có một cái cảm biến áp suất. Cảm biến áp suất thì gắn trên đường ống luôn. Chúng ta cho toàn bộ đi xuống để giảm cái kích thước của cái project này. Ở đây là cảm biến áp suất nhé.
Sau đó chúng ta sẽ thêm các cái nút nhấn, ví dụ như nút nhấn đây là có hai chế độ, chế độ tự động và chế độ bằng tay, thì chúng ta sẽ sử dụng cái switch này. Đấy. Và chúng ta đổi tên cái switch này thành, đây là chế độ vận hành. Cái on thì là auto và off thì menu. Chúng ta sẽ đổi màu cho cái này. On thì chúng ta sẽ cho màu xanh này nhé. Và off thì chúng ta sẽ cho màu hồng này. Và cái chữ thì text thì chúng ta sẽ cho màu trắng hết. Để cho nổi trên cái nền xanh này. Ok chưa nhỉ? Đây là chế độ vận hành nhé. Kích cỡ chữ thì chúng ta chuyển về 13 thôi. 15 thì hơi lớn. Và cài đặt ưu tiên, mình sẽ thêm một cái này border chúng ta cho về 0 đi. Bơm 1 ưu tiên. Bơm 1 P1 nhá, mình sẽ P1 đây. Và cho cái kích thước chữ về 13 thì nó sẽ đẹp hơn. Kích thước của cái này là bao nhiêu, là 100 đi. Thì chúng ta cho toàn bộ kích thước về 100 đi. Sau đó cân lề thẳng lối như thế này. Rồi ưu tiên bơm 1 thì sẽ có ưu tiên bơm 2 thôi, đúng không nào? Tức là chọn một lúc thì chúng ta sẽ chọn được một trong hai cái. Rồi. Có ưu tiên, có chế độ vận hành rồi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có một nút là tự động, thì chúng ta sẽ theo cái cài đặt của cái này. Chạy này. Chạy và dừng nhé. Sẽ có nút chạy và dừng. Cái này hơi lớn đúng không nào? Thì chúng ta cho cái bể lên thôi. Để cho nó rộng ra một chút. Mình thấy là kích thước này hơi nhỏ thì chúng ta lưu lại trước, khi là ấy là chúng ta lưu lại và thay đổi cái kích thước nó rộng hơn này. À, chúng ta sẽ sử dụng là 1024 × 768 đi, cho nó rộng ra đúng không nào, chứ không chật quá thì hơi ấy, chật quá thì cũng khó để mà thiết kế. Chúng ta sẽ cho cái bảng điều khiển nó nằm như vậy cho nó rộng ra đúng không nào. Đấy. Ngoài ra thì còn có các cái thành phần cài đặt như sau. Bảng điều khiển thì cài đặt thông số đúng không nào? Cài đặt thông số thì chúng ta sẽ có các cái thông số, thứ nhất là áp suất. Cài đặt áp suất. Chúng ta cho kích thước chữ về 13 đi. Cho chữ màu trắng nhé. Cái đặt áp suất thì chúng ta cũng sử dụng một cái outfill thôi. Và cái outfill này chúng ta chỉnh thành cái ở mục appearance, chỉnh cái này thành 2 đi. Và cỡ chữ thì chúng ta cho về 13 thôi. Đấy. Áp suất thì đơn vị là gì? 3 đúng không? Như vậy. Ngoài ra thì còn có là cài đặt luân phiên. Cài đặt luân phiên đó. Foot, ở đây là foot nhé. Cái này chúng ta cho nhỏ lại đi, không cần dài vậy đâu. Đây chúng ta có hai cái thông số cài đặt như vậy. Sau đó là chúng ta sẽ thêm các cái đèn. Thứ nhất là đèn chế độ đèn run này. Đèn run và đèn stop. Có đèn run thì có stop đúng không nào? Kích thước chữ chúng ta cho về 13 thôi.
Cái này cho nhỏ lại. Rồi. Cái này là đèn stop. Rồi còn có đèn chế độ auto và chế độ menu nữa. Menu đúng không? Ngoài ra thì còn có là đèn báo lối nữa. Bơm một lối và bơm hai lối. Fault. Lối bơm 1 và lối bơm 2. Ở đây là chúng ta sẽ tìm một đặt tên cho nó luôn nhé. Đấy. Cái này là P2. Ok, chúng ta đã tạo xong cái bảng điều khiển như vậy của cái hệ thống này, có áp suất vận hành này, luân phiên này, rồi chạy dừng này, ưu tiên bơm 1, bơm 2, chế độ vận hành. Ngoài ra thì còn có một cái cài đặt khác. Bảng simulation, tức là có một cái switch. Switch như thế này là simulation áp suất. Cái này chúng ta chọn là mô phỏng áp suất. Đấy. Mô phỏng áp suất nhé. Áp suất có thể là không tăng hoặc có thể là tăng. Thì tùy vào cái hệ thống và tùy vào cái đường ống nó có bị lỗi hay không đấy. Và chúng ta lại thêm một cái nhán của cái bài toán này, của cái hệ thống này nữa, đây chính là cái thông điều khiển. Vậy là chúng ta đã làm xong cái hệ thống này bằng cách là các cái thông số cài đặt hay là các cái thông số vận hành đều nằm ở trên màn hình như thế này rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần là thiết kế lập trình PLC cho hai cái bơm vận hành luân phiên như thế này. Trước hết thì mình sẽ thống kê các cái bơm đó. Mình sẽ thêm một cái nút nữa chính là E-Start. Ở đây mình đã thống kê một cái bảng gọi là bảng tác cho cái hệ thống này. Thì mình sửa lại một chút nhé. Các bạn đọc ở trên này thì hiểu được các cái nút nhấn rồi các cái bit nó có chức năng gì. Nút nhấn chạy hệ thống, nút nhấn dừng hệ thống. Y có thì M cũng có nhé. Tức là ở đây chúng ta sẽ sử dụng là M và Y song song, mục đích là để đưa lên SCADA thôi. Cái này là M này. Cái này cũng là M. M10.6, M11.0. Cái này là M1.0 nhé. Đấy, là Y1.0 nhé. Qua cái output thì chúng ta thêm một cái đèn, hai cái đèn nữa. Hai cái đèn đó chính là đèn này này, đèn running và đèn stop. Stop. Ok. Ngoài ra thì chúng ta còn thêm một cái đèn là đèn lối chung. Đèn lối chung cho hai cái bơm này. Khi mà hai cái bơm đều lối thì cho cái đèn lối này sáng lên. Ok chưa? 1.0 nhé. Đây chính là đèn báo hệ thống đang chạy.
Hệ thống đang dừng. Đèn báo lỗi hệ thống. Ok chưa? Ở đây còn có các bit trung gian đầu ra của PLC nữa. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái mục lập trình PLC bằng cách là vào cái PLC tag này. Chúng ta thêm một cái bảng tag gọi là input y. Input mình nhớ y nhé. Input mình nhớ y thì chúng ta có các cái nút nhấn như thế này. Copy cái này nhé. Y0.0 đến Y1.0, đúng rồi. Rồi. Cái này mình thêm miền trung gian. Thêm một cái chữ là miền trung gian nhé. Mục đích là để phân biệt M và Y thôi. Copy. Tiếp tục thêm input M. Có M à, có Y thì có M. Các bạn nhớ nguyên lý lập trình của mình nhé. Thực chất thì nên làm như thế này cho nó chuyên nghiệp, cho nó dễ phân biệt các cái bit rồi các cái trạng thái nó như thế nào. Còn có là các cái bit trung gian cảm biến analog ở đây. Cảm biến analog đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có E sensor, có một cái cảm biến pressure gọi là áp suất đấy. Áp suất. Cảm biến ở đây, cảm biến áp suất nhé. Đây là cảm biến áp suất nhé. Rồi tiếp theo có các cái bit trung gian. Đấy. Thứ nhất là simulation ưu tiên bơm 1, ưu tiên bơm 2 và reset nhé. Chúng ta sẽ cũng copy. Ở đây chúng ta sẽ bit trung gian. Tạo cái folder bit trung gian và copy cái này. M15.0 rồi đi. Và copy cái comment cho các bạn dễ hiểu. Và ngoài ra thì còn có các cái lệnh xung truyền lên nữa. Mục đích của xung này là tạo cái xung tác động một lần thôi. Mình cũng copy cái này. Đây là xung. Các xung lên. P là xung truyền lên nhé. Bắt đầu từ M40.0. Vậy là chúng ta đã tạo xong cái tag của input và các cái tag xung quanh rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào output. Ở đây có output Q. Output Q. Tức là đầu ra Q của PLC đấy. Chúng ta cũng copy cái này. Copy hết cái này. Và đầu ra trung gian thì cũng vậy. Đầu ra trung gian thì chỉ có PLC thôi. À, của các cái bơm 1 và bơm 2 thôi. Trung gian, TG là trung gian nhé. Chúng ta bắt đầu từ M20.0. Đầu ra trung gian. Thì ngoài ra thì còn có các cái miền nhớ nữa. Miền nhớ thì mình có ghi ở đây rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm là miền nhớ. Miền nhớ là các cái cài đặt luân phiên là bao nhiêu, thời gian luân phiên là bao nhiêu này. Và cài đặt áp suất cảnh báo là bao nhiêu. Ok, là như thế này, cài đặt thời gian luân phiên. Đấy. Và tiếp theo là thực tế thời gian luân phiên, thực tế thời gian làm việc của bơm 1 và thực tế áp suất. Đây, hay không nhỉ? Chúng ta cũng copy cái này. Đây có một chút là hơi lâu nhưng mà các bạn sẽ hiểu được tất cả các cái tag có ý nghĩa và chức năng như thế nào. Và đây là bit trung gian, à cái miền nhớ trung gian thôi. À, một lát thì các bạn sẽ hiểu trong cái phần lập trình, trong cái giải thích của phần lập trình. Ok, sau khi mà tạo xong được tag ấy, thì chúng ta sẽ thêm các cái chương trình con. Thứ nhất là có một cái chương trình con OB1, tức là khởi động PLC startup. Thì OB bao nhiêu, ở đây là OB bao nhiêu. Chúng ta nhấn OK thì nó sẽ tự động ra thôi. Chúng ta tắt các cái tab khác đi.
OB1 thì mục đích OB gì nhỉ? OB100 thì mục đích của OB100 là để đưa ra các cái thông số cài đặt. Tức là khi PLC bật lên thì nó các cái thông số cài đặt nó tự động load mà chúng ta không cần nhập vào nữa. Ví dụ như thời gian luân phiên là 10 phút chẳng hạn. Setting set thời gian luân phiên và output là 53 chẳng hạn. 5.03 thì cũng vào đưa vào setting pressure. Đây là load các giá trị cài đặt khi khởi động PLC, tức là cài đặt mặc định ấy. Tức là PLC bật lên thì các cái thông số cài đặt thì nó sẽ lấy các cái giá trị mà chúng ta đã nhập vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm một cái khối là FC, khối FC này, FC menu, tức là FC khối chương trình con chế độ và bằng tay này. Tiếp theo FC có bằng tay thì phải có tự động đúng không? Auto. Rồi. Mình thiếu chữ O rồi, chúng ta đổi tên nó thành Auto. Tiếp theo là khối FC Analog. Cảm biến. Tức là đọc về giá trị cảm biến đấy các bạn nhé. Ở đây chúng ta có cảm biến áp suất thôi. Tiếp theo là FC đầu ra. Tức là gom tín hiệu giữa bằng tay và tự động. Tiếp theo sẽ là FC simulation. Đấy, thì chúng ta đã tạo xong các cái khối chương trình con. Vậy thì làm sao để mà gọi các khối chương trình con? Chúng ta sẽ vào chương trình chính, đóng các cái tab khác này, chỉ mở cái chương trình chính cho nó nhẹ chương trình. Trước hết là lựa chọn chế độ vận hành. Đúng không? Lựa chọn chế độ vận hành thì chúng ta sẽ dùng cái này. Tức là E mode. Và hoặc là M mode. Thì chúng ta cho quy làm auto mode. Đâu nhỉ? Làm auto lên một. Còn ngược lại not tức là không thì quy làm menu lên một. Đấy chính là lựa chọn chế độ vận hành. Chế độ tự động. Chế độ tự động thì nó chỉ làm việc khi mà đèn tự động sáng thôi, đúng không nào? Thì chúng ta kéo cái khối FC này ra, FC tự động này ra. Chế độ bằng tay. Chế độ bằng tay thì khi nào? Khi đèn menu sáng thì nó mới sử dụng cái chế độ bằng tay này. Chúng ta kéo lên đây nhé. Cái này xóa đi. Đọc về analog. Đọc về analog thì chúng ta sẽ dùng cái này. I M simul BTT trung gian nhé. Simulation. Nếu không simulation thì chúng ta mới đọc. Đọc về cảm biến analog. Còn simulation thì chúng ta bỏ qua cái khối này. Output. Đưa ra output ấy, thì nó không cần gì đằng trước nó cả. Nó là luôn luôn được gọi. Thì như vậy. Có gì nữa không nhỉ? Khối simulation. Simulation. Thì chúng ta sẽ kéo simulation này ra. Thì mình đã tạo và gọi ra được các cái chương trình con rồi. Thì các cái nội dung của các chương trình con thì mình giải thích sau. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi qua mục gọi là gán tag cho các cái thiết bị ở trong cái hệ thống này. Thứ nhất là cái bơm 1 này. Các cái bơm này chúng ta chọn property này. Rồi chọn animation. Sau đó chọn display và mục appearance thêm. Nếu mà bằng 1 thì chúng ta cho foreground color lên màu xanh. Và cái này là bơm 1 nhé các bạn nhé. Bơm 1 thì chúng ta sẽ làm thế này. Output Q. Và nhấn vào đi theo này này nhé. Output Q thì có các cái thiết bị như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng là bơm 1 vào đây. Kéo thôi. Chúng ta cầm cái này kéo qua đây. Thì nó sẽ tự động chạy qua. Đúng không? Cái này là gì? Bơm 2. Thì cũng tương tự như bơm 1. Appearance 1. Cho foreground color này lên màu xanh. Cái này là bơm 2.
Cái thời gian vận hành foot thì chúng ta sẽ đi vào là miền nhớ đúng không nào? Thời gian thực tế vận hành chúng ta đi vào property chọn general. Sau đó là extra working time P1. Cái này là extra working time P2. Chúng ta bôi đen hai cái này. Bôi đen hai cái này và xóa cái chữ S đằng trước đi, tại vì chúng ta không cần chữ S. Tức là nó luôn là số nguyên mà. Tiếp theo chúng ta sẽ đi gắn nút chạy cho hai cái bơm. Chúng ta vào event này, fresh này, set bit. Fresh thì set bit và release dừng, tức là fresh thì cũng reset bit. Chạy. Chạy và cái release thì reset chứ nhỉ. Reset. Và cái nút nhấn của chúng ta là miền nhớ mờ này. Start pump 1. Đấy, start pump 1. Release thì start pump 1. Còn dừng thì fresh thì set bit cũng là set bit. Stop pump 1 đúng không nào? Và release thì reset, nó là nút nhấn bình thường mà. Reset stop pump 1. Tương tự cho pump 2 cũng như vậy, fresh thì set bit, start pump 2. Release thì reset bit. Start pump 2. Và dừng thì ngược lại. Reset bit. Stop pump 2 đúng không nào? Reset bit. Stop pump 2. Đấy. Hiển thị thì chúng ta cho cái này hiển thị này. Khi nào thì cho bốn cái nút này hiển thị. Khi ở chế độ menu thì nó mới hiển thị lên các cái nút vận hành này. Chúng ta vào animation, chọn display, chọn visible. Ở chế độ menu, mode, cái đèn menu sáng thì nó mới cho nó hiển thị. Ok. Và cái nút chạy của cái bơm này thì nó sẽ sáng theo cái màu của cái bơm này nhé. Chúng ta sẽ đi vào tiếp add new appearance. Chạy, hai cái chạy thì chúng ta cho nó, một thì cho nó background thì cho nó lên màu xanh. Và cái bơm 1 thì dùng cái bit là pump 1. Cái bơm 2 thì dùng cái bit là pump 2. Còn ngược lại dừng thì chúng ta lại ở một appearance 0. Tức là cái bit bằng 0 ấy, thì chúng ta cho màu đỏ. Còn ngược lại thì cho màu như hiện tại. Dừng thì cái này cũng là pump 1. Cái này là pump 2. Rồi chúng ta đã tạo xong cái tác cho cái bơm. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn cái giá trị thực tế áp suất. Chúng ta sẽ vào miền nhớ extra và property chọn general. Extra pressure đâu? Extra pressure. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái cài đặt áp suất, cài đặt thông số áp suất. Chúng ta sẽ tìm đến là setting, set đâu nhỉ? Set áp suất. Set alarm pressure đây. Và đây là set luân phiên. Set time luân phiên. Cái này chúng ta bỏ cái chữ S đi, không cần thiết. Pressure thì cho hai số 9 cũng được. Cái này cũng vậy, cho hai số 9 đi. Hai số 9 tức là hai số đằng sau dấu chấm. Ok. Chúng ta thêm một cái đèn lối hệ thống ở ngoài này nữa nhé. Kéo kích thước nó lớn lên. Phong lối hệ thống. Đây, phong. Chúng ta sẽ gắn cái bit đèn lối này bằng cách là vào appearance. Chọn lên 1 thì cho nó màu vàng nhé. Lối là màu vàng mà. Và miền nhớ output là cái đèn lối, đèn phong này, quy làm phong. Cái đèn run thì chúng ta cho nó màu xanh khi nào? Màu xanh này. Khi mà cái đèn running sáng. Còn cái stop thì chúng ta cho màu đỏ khi mà đèn stopping sáng. Đèn stop, làm stop này. Đèn auto thì khi nào chúng ta cho nó sáng? Cho nó lên 1 thì cho nó màu xanh này. Khi mà đèn auto sáng. Nó chỉ là gắn cái đèn bình thường thôi. Lên 1 thì cho nó màu hồng này. Khi đèn menu sáng. Và lối bơm 1 thì chúng ta sẽ 1
Khi nào thì lối bơm 1? Khi mà cái đèn phao bơm 1 lối. Còn tương tự cho cái bơm 2 cũng như vậy. 1 thì chúng ta cho cái này lên màu vàng. Khi mà đèn phao bơm 2 sáng. Mô phỏng áp suất thì chúng ta sẽ sử dụng cái này nhé. À, mình chưa gắn cái chế độ vận hành này nhé. Bây giờ mình sẽ gắn này. Event thì khi switch on thì chúng ta set bit. Set bit cái gì? Set bit cái input M này này. Set bit M mode. Đấy, khi mà off reset bit M mode. Và quay trở lại property chúng ta gắn trạng thái cho nó là cũng là M mode luôn. Tương tự cho cái nút mô phỏng cũng vậy. M mode này. À, không phải mở mút mà BTT Simulation. Trung gian đâu? Bit trung gian ở đây. BTT Simulation. Còn có một nút reset nữa. Mình quên rồi. Quên thêm nó rồi. À, set bit. BTT Simulation. Cái này là reset bit. Chúng ta sẽ đổi tên cho cái này nhé. Đổi tên cho nó là on off. On off là bật tắt thôi. Và chúng ta cũng đổi màu cho nó thành màu đỏ khi nó bị off. Ngoài ra thì còn có nút reset nữa. Mình sẽ thêm một cái nút reset nữa các bạn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cho cái đèn lối này vào đây luôn. Chúng ta cho cái đèn lối vào đây luôn, cho nó nằm trong một cái bảng, cho nó dễ đúng không nào. Cái này là reset. Reset mục đích là reset thời gian làm việc. Cái này này. Ok, chúng ta sẽ chọn property, chọn event và fret thì set bit. Và release thì reset bit. Và set bit gì, reset bit gì? Chúng ta sử dụng cái trung gian reset này. Trung gian reset. Tương tự cho chạy và dừng cũng vậy. Fret thì set bit. Và release thì reset bit. Đối với nút chạy thì set bit gì? Set bit miền nhớ, à không vậy. M start này. M start. Release, M start. Dừng thì M stop. Và M stop ở đây cũng vậy. Chúng ta gắn trạng thái cho hai cái bit này. Hai cái đèn này bằng cách là vào Appearance. Một background cho lên màu xanh. Cái này thì cho lên màu đỏ. Khi nào? Khi cái đèn quy, mình nhớ ra quy. Dừng thì đèn stop. Và chạy thì đèn start. Ok. Vậy là chúng ta đã lập trình, đã gắn tag xong cái cho cái hệ thống bơm này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các cái khối lập trình chi tiết của cái hệ thống này. Mình sẽ vận hành một lượt. Ví dụ như ở chế độ bằng tay ấy, thì các cái thiết bị nó chạy bằng tay như thế này, chạy dừng như thế này. À, cái này mình sửa lại. Mình sẽ sửa copy cái nút nhấn qua bên này đi. Cho nó dễ vận hành. Ok. Mình sẽ đăng lại nhé. À, trở lại runtime. Rồi, vận hành bằng tay nhé. Thì các cái thiết bị sẽ được điều khiển bằng các cái nút nhấn chạy và dừng. Ở đây. Có cái đèn các đèn báo run của P1 và P2, đèn báo lối của P1 và P2. Đây là chế độ bằng tay. Còn chế độ tự động thì khi mà chúng ta chọn ưu tiên bơm nào thì nó chạy bơm trước trước bơm đó. Ví dụ mình chọn ưu tiên bơm 1 trước. Sau đó cài đặt thông số là áp suất vận hành đường ống là 5. Mình tắt cái này đi nhé. Tắt cái mô phỏng đi. Mô phỏng áp suất đặt áp suất vận hành là 5. Thời gian luân phiên là 60 giây. Ví dụ 600 giây là 10 phút chẳng hạn. 10 phút là 600 giây. Còn thời gian mất áp là 20 giây. Tức là sau khi mà mất áp 20 giây ấy, thì nó sẽ cảnh báo lối. À, bây giờ mình chạy luôn này, mình sẽ chạy. Thì ban đầu cái bơm 1 sẽ vận hành trong cái thời gian là
20 giây nếu áp suất không đạt cái áp suất cài đặt 53 thì nó sẽ cảnh báo lỗi. Ví dụ như mình một vọng và nhập vào đây là 5 đi thì nó sẽ mất cái delay, mất áp này, tại vì nó đạt áp suất này rồi mà, đúng không? Cho nên là nó đây là điều kiện vận hành bình thường này. Và sau cái thời gian luân phiên ấy, ví dụ như mình đặt ở đây là 40 giây thì nó sẽ đổi bơm theo cái điều kiện vận hành bình thường. 40 giây thì nó sẽ đổi từ bơm 1 qua bơm 2, đó chính là cái thời gian vận hành bình thường. Đấy, khi mà đến 40 thì nó sẽ nhảy qua bơm 2 này. Đấy, ok chưa? Và các bạn thấy là có thời gian vận hành của các bơm ở đây. Ví dụ mình nhấn nút reset thì nó sẽ về không hết. Reset thì nó về không và nó sẽ đếm lại. Ok, thì đây chính là chế độ vận hành bình thường. Còn chế độ vận hành lỗi, ví dụ như mình mô phỏng off, tức là áp suất nó không đạt được cái áp suất cài đặt, thì sau cái thời gian 20 giây, sau cái thời gian mà chúng ta đặt này, tức là có thể là một số ở đâu đó là đường ống nó bị vỡ hay là do bơm chẳng hạn, đúng không? Thì sau 20 giây mà nó không đạt được 5 53 thì nó sẽ báo lỗi bơm 2 và chuyển sang bơm 1. Đồng thời nó lại bắt đầu đếm mất áp. Mất áp. Ví dụ như mình mô phỏng cái áp rất là đạt đi. Nó rất là 5 đi. Đạt. Thì bây giờ nó điều kiện là vận hành chỉ có một bơm thôi. Ở đây bơm 2 mình sửa lại này. Bơm 2. Chỉ có một bơm thôi. Lúc này điều kiện vận hành của chúng ta là chỉ vận hành một bơm. Tại vì bơm 2 nó đã bị lỗi rồi. Đây. Nó đã báo lỗi là bơm 2 này. Bơm 2 đúng không? Các bạn cũng thấy là ở đây là lỗi bơm 2. Rồi, thì sau khi mà lỗi bơm 2 thì ví dụ như mình tắt cái chức năng này và đường ống nó bị vỡ ở đâu đó, cho nên là nó nhỏ hơn cái áp suất cài đặt. Nếu sau thời gian 20 giây ấy, sau thời gian 20 giây mà nó không đạt thì nó lỗi bơm 1. Còn lại chỉ có một bơm thôi. Hệ thống của chúng ta còn lại chỉ có một bơm thôi. Đó, cho nên là nó mất áp trên cả đường ống luôn. Nó thông báo lỗi là lỗi mất áp. Mất áp bao gồm hai bơm, bơm 1 và bơm 2 đều mất áp. Cho nên là lỗi trừ chỉ khi chúng ta reset thì nó mới vận hành lại được. Khi chúng ta reset chẳng hạn, mình sửa lại một chút về cái này. Reset thì mình sẽ reset cái đèn run luôn. Ở đây có một cái nút nhấn reset. Ở đây thêm một cái reset nữa. Quy running. Mình tải lại chương trình nhé. Rồi, khi mà mình nhấn nút reset thì hệ thống nó sẽ dừng lại và bắt đầu yêu cầu chúng ta chạy lại. Xem, ví dụ như mình chọn ưu tiên bơm 2 rồi các thông số cài đặt ở đây, nhấn chạy thì nó sẽ chạy bơm 2 trước. Và mình sẽ mô phỏng, mình sẽ cho cái này lên, mô phỏng áp suất là 43 chẳng hạn. 4 thì nó không kịp, 5 đi. Đấy, thì nó sẽ báo là vận hành bình thường, điều kiện vận hành bình thường, nó sẽ luân phiên. Đấy chính là cái nguyên lý của cái hệ thống này. Thì mình có giải thích thêm, tức là mình sẽ thêm một cái tính thời gian làm việc nữa. Cái chương trình con tính thời gian làm việc, tức là cái thời gian này này, khi mà bơm chạy thì nó sẽ tính thời gian làm việc của các cái bơm ở đây. Thì đây là chương trình con tính thời gian làm việc. Và ngoài ra thì còn có cái nút reset. Reset thì cho không về các cái giá trị cài đặt như thế này. Reset các cái bit lỗi và reset cái đèn run. Ngoài ra thì còn có là reset thời gian vận hành của bơm. Cái này reset. Reset cái này thì mình nghĩ là nên để ở trong cái working time luôn. Mình sẽ mở cái working time lên. Và để ở cái network 3 này. Đấy, reset thời gian vận hành thì nó nằm trong này cho nó gọn hơn. Thì nó đúng hơn. Tức là khi chúng ta nhấn cái nút này này. Nút reset thì các cái giá trị đếm cái thời gian làm việc của bơm nó sẽ về không. Đấy, nó sẽ về không và đếm lại. Ví dụ như mình mô phỏng lối bơm 2 chẳng hạn. Lối bơm 2 thì nó sẽ báo lối bơm 2. Bây giờ mình sẽ giải thích các cái chương trình này. Thứ nhất là chương trình chế độ bằng tay đi. Bằng tay cho nó dễ. Bằng tay thì chúng ta có hai cái nút nhấn Start này. Mở E Start bơm 1, M Start bơm 1. Và ở đây là cái relay giữ. Q
Q đầu ra Q of maneuver 1. Còn nếu mà rửa tốp thì nó sẽ về 0 thôi. Đây chính là cái chế độ bằng tay. Đơn giản mà. Mình chuyển sang chế độ bằng tay này, dừng này. Chuyển sang chế độ bằng tay. Thì nhấn chạy cái bơm 1. Thì cái bit này lên 1 thì nó sẽ cho cái này lên 1 thôi. Nó giữ lại. Cái này là cái bài toán cơ bản nhất. Viết bơm 2 cũng vậy. Đây, chạy thì nó sẽ như vậy. Đó chính là chế độ bằng tay nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái FC lối, tức là đưa ra đồ ra lối ấy. Khi nào thì lối? Khi mà có M. Đây. Khi mà có M phong, quy lam phong của một, đây là lối hệ thống này. Lối hệ thống thì nếu mà lối bơm 1, lối bơm 2 thì cái đèn lối sẽ sáng. Tức là bơm 1 lối hoặc bơm 2 lối. À, bơm 1 lối, bơm 2 lối thì đèn sẽ sáng. Ok thì chúng ta đèn sẽ sáng đúng không? Tại vì một trong hai bơm lối là đèn sẽ sáng. Thì các bạn thấy là có cái rơ le nhiệt đưa về. Nếu mà bơm hai lối thì nó sẽ lối thôi. Cái này là bơm 1 hoặc bơm 2. Hiện tại là cái bơm 2 đang lối đúng không? Mình sẽ cho nó ok thì nó sẽ ok thôi. Đúng không nào? Đó chính là FC lối. Còn FC output, FC output tức là đưa ra đầu ra của cái chế độ bằng tay và chế độ tự động. Các bạn thấy là Q auto lam thì sử dụng cái bit miền trung gian là bơm 1 là auto thì đưa ra bơm 1. Còn ở chế độ menu thì chúng ta sử dụng cái bit ra trung gian menu này thôi. Hiển thị đường ống bên SCADA khi bơm 1 hoặc 2 chạy, tức là có một cái đường ống chung từ đây cho đến đây. Cho nên là bơm 1 hoặc bơm 2 chạy thì chúng ta cho cái bit này lên 1 thì chúng ta sẽ gán thuộc tính cho cái này thôi. À, ví dụ như mình chờ cái bơm 1 chạy thì khi mà bơm 1 chạy thì cái đường ống này cũng sáng lên. Stop. Khi bơm 2 chạy thì đường ống này cũng sáng lên. Tức là nó sẽ lấy cái bit trung gian này. Đấy. Còn không thì các bạn rất chi là khó gắn tác, không gắn được. Simulation. Simulation thì chúng ta chỉ mô phỏng cái áp suất đường ống thôi. Ví dụ như ở đây, mình sẽ online lên. Khi mà bơm 1 hoặc bơm 2 chạy thì áp suất đường ống sẽ tăng lên một giá trị nào đó. Ở đây mình đặt là 0.0321. Thì cái này thì tùy các bạn, giá trị nào cũng được. Tức là khi mà áp suất khi một trong hai bơm chạy thì áp suất đường ống sẽ tăng. Mình sẽ ví dụ này, cho dừng đi, chế độ auto đi, chúng ta bật mô phỏng lên thì các bạn thấy là áp suất sẽ tăng. Ví dụ mình cho nó về 0, về 4 đi, áp suất sẽ tăng theo giá trị. Đây, nó sẽ cứ cộng giá trị vừa rồi đến với một cái giá trị này. Sau đó nó sẽ tăng. Lúc này thì nó sẽ tăng đến 5.82 rồi. Và khi mà nó tăng đến bao nhiêu? Nó tăng đến 5.6. Ở đây là mình đặt 5.6. Các bạn có thể thay đổi cái giá trị này nhé. Ví dụ như các bạn muốn lên đường ống lên 10, 13 khi mô phỏng ấy. 13 khi mô phỏng. Thì các bạn sẽ thay cái ở nhớ này. Và mình sẽ simu upload đi. Mình sẽ thêm một cái mình nhớ nữa bằng cách là simu upload. Các bạn sẽ hiểu thôi, cũng nhanh thôi nhé. Mình sẽ làm nhanh cho các bạn dễ hiểu. Ở đây mình sẽ thêm một cái mình nhớ trung gian này vào cái tag là mình nhớ này, thêm cái chữ là tg set simu upload as là upload đó. Ở đây là số thực và md 302 322. Ở đây là mô phỏng một upload nào đó thì mình sẽ lấy cái trung gian này vào cái bit simulation này bằng cái giá trị này. Đấy, vào đây. Sau đó mình sẽ qua một cái khối startup. Startup để mà khi mà POC khởi động thì chúng ta sẽ cho một cái giá trị simu tg simu upload đây vào 5.5 chẳng hạn. Khi nó start ấy. Và chúng ta sẽ qua cái này để mà gắn tác cho nó thôi. Qua cái này. Quay trở lại cái trung gian đâu. Mình nhớ đây. Chúng ta sẽ có cái áp suất đây. Property này.
CNR này, remove option, kéo vào đây thì nó sẽ luôn loanh quanh, tức là khi mà chúng ta nhập cái giá trị này thì nó sẽ loanh quanh uproot xung quanh đó, xung quanh bản thân nó. Rồi các bạn sẽ hiểu thôi. À, mình sẽ download lại chương trình PLC đó. Ok, qua SCADA thì các bạn thấy lúc này là có uproot rồi. Ví dụ như mình đặt là 5 thì nó sẽ loanh quanh 5. Mình đặt là 6 thì nó sẽ loanh quanh 6 thôi. À, quay trở lại simulation nhé. Khi mà nó đạt được giá trị remove uproot 6 rồi thì nó chỉ loanh quanh 6, tại vì ở đây mình tạo một cái giá trị là trung gian remove pressure nữa, thì nó sẽ tăng đến giá trị từ 0 đến 0.8. Sau đó khi mà uproot thực tế của đường ống mà lớn hơn bằng 6 thì nó sẽ loanh quanh là từ từ cái này, à mình copy cái này nữa, mình nhầm lại, thiếu cái này, thảo nào nó không loanh quanh được. Ok rồi, các bạn sẽ thấy là nó sẽ loanh quanh 6 đúng không. Ví dụ như mình đặt 4 thì nó sẽ loanh quanh 4 đấy, và nó không tăng được lên 5. Ví dụ mình đặt 10 thì nó sẽ loanh quanh 10. Khi nó tăng lên 10, tức là nó sẽ tự động tăng lên 10. Sau đó đến 10 thì nó sẽ loanh quanh ở giá trị 10. Các bạn chờ nó tăng đến 10 thôi. Tăng đến 10 thì nó sẽ loanh quanh ở 10. Cái giá trị đấy. Đấy, lúc này thì nó sẽ không tăng nữa. Nó chỉ là từ 10 đến 10.0, 10.8 thôi. Đấy, đó chính là giá trị remove uproot nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái khối gì? Analog đọc về. Analog đọc về. Khối này chúng ta chỉ sử dụng khi mà không mô phỏng, tức là khi mà cảm biến từ phần cứng PLC là EVK64 có giá trị scale từ 0 đến 276/8 đưa vào cái khối NOM-X. Sau đó sử dụng một cái bit trung gian MD số thực đưa vào đây. Sau từ số thực này lại đưa vào đây. Và mình sẽ scale từ giá trị từ 0 đến 20, tức là uproot của chúng ta là từ 0 đến 23 và đưa ra đồ đạc uproot. Vậy thì các bạn sẽ hỏi là lấy cái NOM-X và scale X ở đâu? Các bạn vào Injection, sau đó vào Conversion. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái NOM-X này và scale X ở đây. Và các bạn phải nhớ là cái giá trị 0 đến 27648 là mặc định nhé, không được thay đổi. Còn giá trị uproot từ 0 đến 20 thì tùy vào cái mức của cảm biến thực tế để mà chúng ta đặt cái này thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái working time nhé. Working time thì chúng ta tính thời gian làm việc của cái bơm thôi. Ví dụ như cái đầu ra Q bơm lên 1 thì mỗi 1 giây clock 1 Hz thì nó sẽ tăng giá trị 1 đơn vị trong cái thời gian second 1 đơn vị. Khi mà lớn hơn bằng 60 giây thì nó sẽ tăng phút lên 1 đơn vị. Tức là cái này các bạn này, khi cái này lên 60 ấy, thì nó sẽ tăng phút lên 1. Ví dụ hiện tại 5 mà cái này lên 60 thì nó sẽ tăng lên 6 đúng không nào. Thì tương tự cho cái bơm 2. Và reset thời gian thì move tất cả các cái giá trị này về 0, tức là cái nút reset này mà mình đã nói ở trước. Ok chưa nhỉ? Rồi, cái chương trình quan trọng nhất đó chính là chương trình auto. Chương trình tự động thì thứ nhất là có cái điều kiện vận hành này. Cái điều kiện vận hành này sáng khi và chỉ khi là không có lối, không có cái bơm nào lối. Sau đó là các cái thông số cài đặt chúng ta đã tiến hành cài đặt. Nếu mà chưa cài đặt thì nó không đủ điều kiện vận hành. Rồi, ví dụ như trường hợp không đủ điều kiện vận hành nhé. Mình sẽ dừng này, reset này. Hiện tại là điều kiện vận hành đủ rồi đúng không? Nhưng mà mình cho một cái bit lên một lối thì điều kiện vận hành của chúng ta là không đủ. Đúng không? Tại vì nó có một cái bơm lối rồi mà. Đấy, mình cho nó ok thì nó sẽ đủ. Đấy. Và bật bit ưu tiên bơm, tại vì ban đầu là chưa có bit nào được bật cả. Nếu mà chưa có bit nào được bật, tức là ưu tiên 1 hoặc ưu tiên 2 được bật, thì nó sẽ cho cái ưu tiên 1 lên 1. Tức là khi khởi động hệ thống ấy, thì chưa có cái nút nào được chọn, cho nên là nó sẽ tự động chọn là bơm 1 cho ta. Thứ hai là bật tắt chạy đèn chạy dừng. Ban đầu cũng vậy, chưa có cái
Thì đèn trừ túp hay đèn răng chiếu sáng thì nó sẽ tự động ưu tiên là bật đèn trừ túp tại vì hệ thống lúc đó chưa vận hành. Và chạy dừng chế độ tự động thì chúng ta sẽ có nút nhấn Start, E-Start, M-Start. Khi đó thì chúng ta set cái đèn run và reset đèn stop. Còn stop thì reset đèn stop và reset đèn run. Đồng thời reset tất cả các bit auto đầu ra lên về 0. Các bạn thấy là từ M20.0 và 5 bit thì là các cái bit M20.0, .1, .2, .3, .4, .5. Đấy, là .4 chứ. Tính chu kỳ luân phiên. Tức là cái bơm ấy thì mình sẽ chạy luôn này. Cái bơm thì nó sẽ có chu kỳ luân phiên, ví dụ như chúng ta luân phiên là 20 giây. Thì chu kỳ luân phiên của nó là 20 nhân 2 là 40, tức là bản thân nó cộng cho bản thân nó là thành chu kỳ luân phiên. Và 20 giây đầu thì ưu tiên bơm bơm 1, 20 giây sau thì ưu tiên bơm 2, đó chính là chu kỳ luân phiên. Đếm thời gian luân phiên. Cái này thì đếm thời gian luân phiên thì cũng không có gì là khó khi mà một cái không có cái đèn nào lối. Thì clock 1 giây thì nó sẽ bắt đầu tính thời gian cycle. Tức là ví dụ như chúng ta đặt 40 giây thì sau 40 giây thì nó sẽ đến lặp lại nữa. Nó sẽ lặp lại. Các bạn thấy chưa? Nó rằng 40 giây thì nó sẽ đếm lặp lại. Còn khi mà cái thời gian cycle bé hơn thời gian cài đặt, tức là 20 đấy, thì nó sẽ cho cái thời gian luân phiên này, tức là cái đếm đếm này này là bằng giá trị thời gian luân phiên. Còn nếu mà lớn hơn thì nó sẽ lấy cái này trừ cái này thì thành ra thời gian thực tế, thời gian luân phiên. Các bạn thấy chưa nhỉ? Nó sẽ hiển thị ở đây. Và khi nào thì cho hai cái này về không? Khi mà một trong hai cái bơm bị lỗi thì chúng ta sẽ không tính thời gian luân phiên nữa, và lúc đó chúng ta hệ thống đang chạy chế độ là lỗi rồi. Chạy chế độ ưu tiên lỗi. Còn tiến hành luân phiên là khi nào? Chúng ta sẽ sử dụng một cái bit trung gian để báo là hệ thống đang vận hành ok và đang ở chế độ luân phiên. Thì nếu mà chọn bơm một ưu tiên thì nửa đầu của cái cycle, tức là từ 0 đến 20 giây, chúng ta đặt ở đây 20 thì là ưu tiên bơm một. Còn ngược lại, nếu mà ưu tiên bơm một bằng 0 thì là nó sẽ sử dụng nửa sau của cái cycle, từ 20 đến 40 giây. Đấy, tương tự cho bơm 2 thôi. Và khi mà một trong hai lối thì chúng ta reset tất cả các cái bơm đầu ra, reset một trong hai bị lối đấy. Còn đây là trường hợp lối. Khi nào thì lối? Khi mà chúng ta chạy cái bơm này và cái áp suất của chúng ta không đạt, ví dụ mình cho là 2 đi, thì nó sẽ bắt đầu tính. Nếu mà trong khoảng thời gian 20 giây nó không đạt cái áp suất là 53 thì nó sẽ báo lối bơm 1 và tự động nhảy qua bơm 2. Đấy, chúng ta sẽ xem nhé. Lúc này bơm 2 đang vận hành đúng không? Thì nó sẽ nhảy qua bơm 1. Đấy, nó sẽ nhảy qua bơm 1 và báo lối bơm 2 rồi. Đúng không? Và nếu mà cả hai bơm đều bị lối thì chắc chắn một điều là nó sẽ báo lối toàn hệ thống, tại vì chỉ có hai bơm thôi mà. Các bạn sẽ thấy là 14 đến 20 giây đấy thì nó sẽ báo lối toàn hệ thống, tại vì hai bơm đều bị lối rồi. Đấy, lối toàn hệ thống, lối mất áp toàn hệ thống, trừ khi chúng ta reset và vận hành lại thì mới được. Chúng ta xóa lối và vận hành lại thì mới được. Tức là nó nguyên lý như thế này: khi mà ở chế độ tự động bơm một đang chạy và cái thời gian actual, thời gian drop mà nhỏ hơn, lớn hơn thời gian set, thời gian drop, chúng ta chạy lại nhé, chạy này. Nếu mà trong khoảng thời gian này mà áp suất chúng ta delay off 1 giây, delay off 1 giây thôi, nếu mà áp suất mà vẫn không đủ, tức là áp suất không đạt cái áp suất cài đặt, thì chúng ta set cái bơm mà set cái đèn lối lên 1, đồng thời set một cái bơm bit trung gian báo là bơm 1 đang bị drop, thì là đồng thời reset cái bơm 1 đi. Sau đó nếu mà bơm 2 mà không bị lối thì chúng ta cho cái bơm 2 chạy thôi. Ngược lại cho bơm 2 cũng vậy, thì bơm 2 cũng ngược lại như vậy. Và khi mà áp suất nhỏ hơn áp suất đường ống thì chúng ta set cái thời gian drop, drop tức là bắt đầu đếm. Còn nếu ngược lại thì chúng ta reset cái bit trung gian drop này. Drop thì nó bắt đầu đếm thời gian thôi, các bạn thấy này. Lúc này cả hai bơm đều lối rồi đúng không? Reset chạy lại. Simo mô phỏng. Ở đây mình sẽ đặt là 5 đi. Đấy, lúc này áp suất đạt thì nó đang vận hành ở chế độ bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, thì lúc này thì cái này nó không đếm thôi.
Còn khi mà áp suất nhỏ hơn cái áp suất đường ống thì nó sẽ bắt đầu đếm, tức là áp suất nhỏ hơn này. Ví dụ như đây là 5 thì mình đặt 4 này. Thì cái này nó hiện lên, tức là cái này bắt đầu đếm. Cái này nó đã đếm drop, tức là bị áp suất bị lỗi đấy. Mình đặt lại này, 4 này, nó sẽ đếm. Và trong khoảng thời gian mà nó tăng đến hơn lớn hơn bằng 5 thì nó sẽ mất. Đấy, nếu mà not thì nó sẽ reset thôi. Và nó bắt đầu đếm. Còn khi mà một trong hai cái bơm lỗi thì chúng ta cho reset bản thân nó. Bơm lỗi thì reset bản thân nó. Và drop time. Thì nếu mà một trong hai cái bơm điều lỗi thì chúng ta sẽ cho hiển thị cái pop up, tức có pop up lỗi toàn hệ thống mà mình vừa rồi mình nói đấy, tức là cái này không, hoặc là các bạn tắt mô phỏng thì nó luôn luôn bằng không. Và khi mà cả hai bơm điều lỗi mình cho là 10 giây cho nhanh nhé. Đấy, bơm bơm hai lỗi rồi thì nó tiếp tục đến bơm một lỗi. Khi nào, khi mà cả hai bơm điều lỗi thì nó sẽ hiển thị một cái pop up ở đây, pop up ở đây. Và cái pop up này chính là cái trạng thái của cái bit này các bạn nhé. Trạng thái của cái bit này, tức là cả hai bên bơm đều drop thì cái pop up này nó hiển thị, đây chính là trạng thái của cái bit này. Và đây là reset drop, tức là khi mà chúng ta nhấn nút reset thì nó sẽ reset cái này thôi. Reset thì nó sẽ reset cái bit này. Ok chưa nhỉ? Rồi. À, đây chính là cái chương trình mà chúng ta cần nghiên cứu. Vậy thì mình sẽ nói lại một lần nữa cái nguyên lý vận hành của hệ thống này. Hệ thống này thì chúng ta có các cái đèn như thế này, các cái nút nhấn như thế này. Trước hết thì chúng ta ở chế độ bằng tay thì chúng ta sẽ điều khiển các cái bơm chạy dừng bằng cái nút nhấn như thế này. Còn chế độ tự động thì chúng ta sẽ lựa chọn ưu tiên hoặc là hệ thống tự động ưu tiên cho chúng ta. Sau đó chúng ta cài đặt các thông số áp suất rồi vận thời gian luân phiên. Ví dụ mình đặt 600 tức là 10 giây, à 10 phút đấy. 600 giây là 10 phút và thời gian mất áp là 30 giây chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chạy. Lúc này là hệ thống sẽ bắt đầu chạy và áp suất. Chúng ta mô phỏng áp suất đi. Mô phỏng thành 4 này. À, chúng ta ở đây là cho 5 đi. Cái này cho là 4. Thì khi mà đạt đến 5 thì nó sẽ mất cái cảnh báo này thôi. Còn nếu mà mãi, cứ mãi mà không đạt, tức là cho về 3 thì cứ mãi mà không đạt, sau 30 giây mà vẫn không đạt 5 nữa, vẫn không đạt 5 nữa thì nó sẽ cho cái này báo lỗi thôi. Cái này sẽ bị lỗi và nó sẽ tự động nhảy qua vòng 1. Chúng ta chờ 30 giây, 30 giây thì lâu mình sẽ đặt là 20 giây thôi. Vậy, khi mà nó đạt rồi, nó sẽ đếm lại. Mình sẽ cho 10 giây nhé. 10 giây cho nó nhanh. 9, 10. Đó. Khi mà cái lỗi thì nó sẽ tắt bơm 2. Và chúng ta cho 5. Và sẽ chạy bơm 1 ở chế độ vận hành bình thường. Còn nếu bơm 1 mà vẫn bị lỗi nữa, tức là nó vẫn không đạt được áp suất nữa. Sau 10 giây mà áp suất vẫn không đạt cái áp suất cài đặt thì nó sẽ báo lỗi cả hai bơm. Và lúc đó sẽ hiển thị cái pop-up. Pop-up là hiện tại là đang bị lỗi. Đúng không nào? Thì đây chính là cái nguyên lý vận hành của hệ thống. Còn các cái bơm vận hành thì nó sẽ đếm thời gian và hiển thị ở đây. Phút, giây. Bơm 1 đã vận hành được 7 phút 22 giây. Bơm 2 vận hành được 8 phút 18 giây. Thì nguyên lý là như vậy. Nguyên lý là như vậy nhé. Chúng ta kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn nhé.